Nếu như bạn lên Google, Twitter, YouTube, Facebook và tìm kiếm một cái từ là các công cụ phân tích data on-chain hay là những công cụ phân tích dự án á, thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều và vô tình sẽ làm bạn bị choáng ngợp. Và thêm nữa, có một điều mình thấy là một cái điều cũng rất là quan trọng là cái cách mà chúng ta sử dụng những cái công cụ này ra sao và bản chất nó là gì thì lại ít ai nói đến. Nên ở trong cái chuỗi series này, mình sẽ làm rõ cái vấn đề này. Như mình nói đó, thì nó có rất là nhiều những công cụ khác nhau phục vụ để phân tích và nghiên cứu đối với từng dự án ở trong thị trường này. Mà vì Bitcoin ấy, nó vẫn là một cái đồng coin có sức ảnh hưởng lớn ở trong cái thị trường crypto này. Cứ hễ mà Bitcoin hắt xì ấy, là y như rằng thị trường như vậy. Thật ra thì ở trong video này mình sẽ nói về cái công cụ liên quan tới Bitcoin trước ha. Có cái công cụ đó tên là Look Into Bitcoin. Tổng quan về cái nền tảng Look Into Bitcoin này á, thì nó sẽ cung cấp những cái dữ liệu liên quan về thợ đào nè, những ví cá voi, cá mập, nói chung là xoay quanh về Bitcoin. Nhưng mà nó có khá là nhiều, đó, như các bạn có thể thấy ở bên màn hình đây. Vì thời gian mình cũng không có thể mà nói được hết tất cả, nên là mình sẽ chắt lọc ra những cái công cụ, những cái dữ liệu on-chain mà nó có thể gọi là thực dụng nhất và chúng ta có thể áp dụng được ngay. Còn lại thì bạn có thể tìm hiểu thêm. Và nếu như mà bạn có một cái thắc mắc nào đó và chưa rõ thì có thể bình luận ở ngay bên dưới, hoặc thuận tiện hơn thì có thể tham gia vào Telegram của Marginatem để cùng thảo luận cùng mình và những anh chị các bạn khác ha. Ở trong cái phần market cycle chart á, thì nó có một cái mục, có một cái data là pure multiple, nó cũng khá là hay. Cái dữ liệu này thì nó sẽ cho bạn cái góc nhìn là cái giá trị số lượng Bitcoin được đào ra mỗi ngày nó có tỷ lệ như thế nào so với lại cái giá trị của tổng cái số lượng Bitcoin được đào ra trong 365 ngày vừa qua. Hiểu cặn kẽ thì như vậy, còn một cách bao quát hơn á, thì có thể hiểu như vậy nè. Nó sẽ cho biết là doanh thu của tờ đào trong một ngày, trong cái ngày đó nó đang như thế nào so với lại trung bình doanh thu trong 365 ngày qua. Nên là nếu như mà cái tỷ lệ này nó lớn hơn 1 thì tức là cái ngày hôm đó thợ đào, cái doanh thu của họ đang lớn hơn so với mặt bằng chung của 365 ngày qua. Còn nếu như nhỏ hơn 1 thì ngược lại. Nếu để ý thì bạn sẽ thấy là cứ mỗi lần cái đường màu đỏ mà nó chạm xuống cái khung màu xanh, tức là khu vực màu xanh là giá Bitcoin nha, cái đường màu xanh nhỏ, màu xanh đậm á, nó lại có cái xu hướng là tăng lên. Theo mình nghĩ nguyên nhân đó là vì khi mà cái chỉ số pure multiple này nó giảm xuống á, là lúc đó là cái lợi nhuận, cái doanh thu của thợ đào đang bị giảm. Và đặc biệt khi mà rơi vào cái khu vực màu xanh lá này, nó lại cho thấy những cái thợ đào này lúc này á, cái chỉ số mà rơi vào vùng màu xanh á, nó lại nhỏ hơn 1. Và thợ đào á, lúc này cái doanh thu của họ mỗi ngày đang thấp hơn so với mặt bằng chung hàng năm. Nên có thể là khi này họ bán ra thì cái lợi nhuận họ nhận lại được nó sẽ không có quá là nhiều, không có quá là đáng kể so với lại cái chi phí họ đã bỏ ra đầu tư máy móc này và điện mỗi tháng. Nên thành ra là cái lúc này có thể là cái áp lực bán sẽ không có còn quá là nhiều và thuận lợi cho cái việc là thị trường có thể sẽ trở lại cái xu hướng tăng trưởng trong tương lai. Còn ngược lại á, là khi mà dữ liệu này nó di chuyển vào cái vùng màu đỏ thì Bitcoin nó lại thường có xu hướng là giảm và khả năng là có cái dấu hiệu tạo đỉnh. Nguyên nhân thì nó cũng sẽ ngược lại thôi. Khi mà cái chỉ số này mà nó di chuyển dần, nó tiến dần về cái khu vực màu đỏ, thì lúc này cái doanh thu mỗi ngày của cái thợ đào đó nó sẽ tăng lên, tăng dần, tăng dần. Và cái vùng màu đỏ này á, thì mình thấy là thường là nó gấp 3, gấp 5, thậm chí là có thể gấp 10 lần so với cái doanh thu mà mặt bằng chung hàng năm mà họ kiếm được. Thành ra thì những cái giai đoạn như thế này thì thợ đào lại có xu hướng muốn bán nhiều hơn. Nên tóm lại thì nếu như cái chỉ số pure multiple này mà nó di chuyển vào cái khu vực màu đỏ thì đó cũng là cái lúc mà bạn cần cẩn thận đối với những cái vị thế mua vào Bitcoin cũng như là những cái đồng on-coin khác. Bởi vì như mình có nói rồi là đây là những cái lúc mà thợ đào họ đang có một cái doanh thu cao hơn rất nhiều so với cái mặt bằng chung của 365 ngày vừa qua. Và thêm nữa thì thật ra thì những cái cá mập, cá voi á, những cái tổ chức họ thường không đầu tư vào những cái giai đoạn mà thị trường đã tăng trưởng mạnh hay là đang trong cái đà tăng trưởng như vậy. Nói tới cái vấn đề này thì lại liên quan một chút về cái việc là những cái cách làm giá của cá voi, cá mập. Đây là một chủ đề mình nghĩ khá là hay. Và nếu như bạn quan tâm mà muốn mình làm về cái chủ đề này thì bình luận nó ngay bên dưới nha. Và cũng đừng quên nhấn subscribe, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ video này nếu như nó ra mắt nha. Vậy là chúng ta đã đi xong được một cái dữ liệu on-chain ở trên Look Into Bitcoin. Một cái data thứ hai mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là Net Unrealized Profit Loss, viết tắt là NUPL. Thì bản chất đi, thì cái số Bitcoin mà nó được mua, vừa được mua ở trên thị trường á, thì nó đang lời hay là lỗ. Vậy thì chúng ta áp dụng cái này như thế nào?
để lại một các dữ liệu ở trong quá khứ thì bạn sẽ thấy mỗi khi mà cái chỉ số NUPL này là cái đường màu đỏ nó tiến tới dần tới cái khu vực đỏ nhạt thì giá Bitcoin nó lại thường tới cái giai đoạn bị giảm. Điều này thực ra cũng sẽ dễ hiểu thôi, vì cái khu vực màu nâu nè và đỏ nhạt á, nó là cái khu vực cho thấy cái lượng Bitcoin vừa dịch chuyển được mua trên thị trường á, nó đang có tỷ lệ lợi nhuận là trên 50%. Thì đối với một cái đồng coin top và nó lớn hàng đầu, lớn thứ nhất ở trên cái thị trường này mà nó đang cho một cái mức lợi nhuận là 50%, thì rõ ràng đây là một con số lợi nhuận khá là hấp dẫn đối với một tổ chức, một quỹ đầu tư, một cái cá voi cá mập nào đó mà họ chi một số tiền khổng lồ ra, đúng không? Còn khi mà cái đường màu đỏ này nó đại diện cho cái chỉ số NUPL á, mà nó lại rơi vào cái khu vực màu xanh, tức là dưới 0%, thì giai đoạn sau sẽ là thường rơi vào cái chiều hướng tăng. Nhưng mà cái này thì bạn cũng cần phải lưu ý một xíu ha. Nói như vậy á, nó không có ý nghĩa là cứ thấy giá Bitcoin giảm cộng theo cái chỉ số NUPL nó rơi xuống cái khu vực màu xanh là cứ vậy mà mua vào ngay. Bởi vì khi mà xuống cái vùng màu xanh á, nó còn có thể xuống cái mức âm thấp hơn. Và giá Bitcoin á, nếu như mà không giảm mạnh á, thì nó có thể vẫn còn giảm nhẹ hoặc là đi ngang ở trong một thời gian dài. Cái đó là những cái yếu tố mà chúng ta còn thể chưa biết. Nên là ở đây á, mình sẽ muốn dừng lại một tí xíu để mà nhấn mạnh một chút là những cái dữ liệu on-chain này chỉ nên dành với mục đích là tham khảo và bổ sung thêm một góc nhìn nào đó cho nó khách quan hơn. Chứ nếu như bạn áp dụng một cách khá là máy móc và không quan tâm đến những cái điều kiện xung quanh, những cái điều kiện bên ngoài nữa, thì khả năng bạn sẽ mua một cái giá khá là cao và bán một cái mức giá khá là hời. Với lại những cái dữ liệu này thì nó cũng chỉ tracking được on-chain mà thôi. Chứ nếu như mà một cá nhân, một cái tổ chức có tiềm lực tài chính nào đó mà họ mua bán ở trên cái sàn giao dịch tập trung á, thì chúng ta cũng khó mà biết được, khó mà phát hiện được. Vậy là được hai chỉ số rồi đó. Mình nghĩ sẽ nói thêm một cái chỉ số nữa, đó là Bitcoin Hash Rate. Mình nghĩ là nếu như bạn có tìm hiểu sơ về thị trường crypto hay là đã tham gia rồi thì ít nhiều gì cũng phải nghe đến cái Hash Rate này một hai lần. Cái Hash Rate á, nó sẽ là cái thước đo để đo lường cái độ khó khai thác đối với một cái đồng coin nào đó. Do vậy thì khi mà cái hash rate, cái chỉ số này mà nó càng cao á, thì nó cho thấy là để khai thác được một Bitcoin hay là một đồng coin nào đó, ở đây mình đang nói về Bitcoin, thì nó sẽ càng khó hơn, càng cần phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để mà đào ra nó. Thì một thứ mà khi cần phải tiêu tốn nhiều tài nguyên, nhiều năng lượng để đào và khai thác thì nó sẽ càng có cái giá trị nội tại nhiều hơn. Chính vì vậy á, nên là bạn để ý thì sẽ thấy thường khi mà cái chỉ số hash rate này mà nó tăng lên thì cái giá Bitcoin nó lại có xu hướng tăng theo, vì càng khó đào ra thì càng có cái giá trị. Do vậy nên ở cái chiều hướng ngược lại, khi mà cái hash rate nó giảm, tức là để đào ra được một Bitcoin nó dễ hơn so với thời gian trước. Nên hồi trước á, có một cái sự cố mất điện ở Tân Cương này, hay là cái chính phủ Trung Quốc họ cấm người dân đào Bitcoin, thì nó đã loại bỏ đi rất là nhiều thợ đào trong cái mạng lưới Bitcoin, và từ đó nó sẽ trở nên ít cạnh tranh hơn. Và ít cạnh tranh hơn thì nó cũng sẽ đỡ tốn tài nguyên, đỡ tốn năng lượng để khai thác được một Bitcoin hơn. Và từ đó thì cái giá trị của Bitcoin á, nó đã có một cái xu hướng giảm đi khá là mạnh. Cụ thể hơn ha, thì nếu như bạn nhìn ở trên cái hình này nè, thì cái đường giá Bitcoin là cái đường màu xanh á, có thể thấy là nó giảm ít, nhưng mà thực ra phóng to á, thì nó giảm từ mức 56.000 đô xuống còn hơn 30.000 đô thôi, tức là gần chia 2 rồi từ khi cái hash rate nó giảm. Tuy nhiên thì cũng không có hẳn như vậy, không hẳn lúc nào cứ hash rate nó giảm là giá Bitcoin nó phải giảm theo. Bởi vì trong quá khứ đã có một cái trường hợp xảy ra khác. Như bạn thấy thì những cái giai đoạn mà mình khoanh vùng đây nè, là cái lúc mà hash rate nó giảm, thậm chí là giảm tương đối mạnh nữa, nhưng mà nhìn chung thì cái đường giá Bitcoin nó lại có cái chiều hướng là tăng. Nếu như vậy thì nguyên nhân là tại sao? Thực ra thì thời điểm này á, thị trường nó đang rơi vào cái giai đoạn tăng trưởng khá là tốt, tin tức tích cực xuất hiện cũng khá là nhiều, nên lúc này thị trường, những cái nhà đầu tư họ đang mang một tâm lý khá là tốt và họ kỳ vọng vào Bitcoin rất là nhiều. Nên kể cả khi mà cái hash rate nó giảm đi, tức là cái độ khó để mà đào ra được Bitcoin á, nó giảm, thì nhiều người khác, nhiều thợ đào khác họ lại bay vào đó, họ gia tăng cái chất lượng máy đào lên để mà họ có thể tối ưu được cái số lượng Bitcoin có thể đào được. Và một số nhà đầu tư ở bên ngoài thị trường á, thì họ lại đầu tư, họ lại tích trữ thêm nhiều Bitcoin với cái kỳ vọng là Bitcoin nó còn có thể tăng giá được hơn ở trong tương lai. Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn được ba cái dữ liệu để phân tích Bitcoin trên cái nền tảng là Look Into Bitcoin. Thực ra thì ở trên cái nền tảng này nó cũng còn rất là nhiều những công cụ phân tích khác mà giúp cho bạn trong cái quá trình là đánh giá về cái thị trường, đánh giá về Bitcoin đang như thế nào. Điển hình như là cái công cụ, những cái chỉ số
thống kê về cái số lượng địa chỉ ví đang nắm giữ hơn 1.000 Bitcoin. Thì từ đó bạn có thể biết là cái xu hướng những cái cá voi cá mập này họ đang có cái ý định gì, họ đang có cái mưu đồ toan tính gì. Chứ video này thì có lẽ cũng đã khá là nhiều kiến thức rồi nên mình sẽ dừng ở phần 1 ở đây. Ở phần 2 thì mình sẽ có thể sẽ nói về những cái công cụ như là DeFi Llama nè, CryptoQuant nè, Glassnode vân vân. Những cái công cụ này có thể là bạn sẽ nghe khá là quen đúng không? Nhưng mà mình sẽ đào sâu hơn về cái cách dùng làm sao cho nó hiệu quả. Chúng ta kết hợp nó làm sao để mà dùng được hiệu quả. Nên là bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho channel MazinDTM để không bỏ lỡ những cái video sắp tới của mình nha. Trước khi kết thúc cái video này thì mình muốn nhấn mạnh lại những cái lưu ý quan trọng là những cái công cụ phân tích data on-chain này á chỉ nên dùng với mục đích là tham khảo, và để mà có thể sử dụng hiệu quả hơn á thì nên kết hợp nó với nhau và với những cái điều kiện khác ở bên ngoài thị trường, điển hình như là những cái tin tức vĩ mô, những cái tin tức tài chính thế giới nói chung. Chứ còn nếu như mà bạn dùng một cách rập khuôn và máy móc á thì khả năng nó rất là rủi ro, bởi vì á bạn sẽ không biết được đâu là mới thực sự là đáy của thị trường, đâu thực sự là đỉnh của thị trường. Nếu như có đoán đúng rồi á, đoán đúng đáy của thị trường thì bạn cũng sẽ không thể nào biết được nó sẽ kéo dài trong bao lâu, liệu nó sẽ kéo dài trong 1 năm, 2 năm hay là 5 năm, thậm chí là 10 năm. Hy vọng thì video này sẽ mang lại ít nhiều những cái giá trị bổ ích đối với các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau.